Trời sáng chưa vậy? Trời. Ồ, 7 giờ sáng rồi. Hello, xin chào mọi bạn đến với channel mình ta. Mình là HGTV đây. Trước khi vào video bạn nhớ like, share, chia sẻ, đăng ký channel mình. Và nhớ qua đăng ký ủng hộ tất cả mọi người trong team tối nha bạn nha. Và bạn đăng ký thêm kênh để thế là biệt đội sinh tối xem mình live stream và tất cả mọi người trong team tối live stream nha. Ôi, mới vừa ngủ dậy một buổi sáng thật tuyệt vời. Đi xuống dưới lấy tí đồ ăn rồi các bạn ơi. Đi. Một ngày mới đến rồi. Trời ơi, quay, dậy. Dậy, ok, tí nổi, ơi, dậy. Ủa, nhà mình. Cái gì, mình mới vừa nghe tiếng của bà Vinh Kỳ đúng không? Đâu ai? Ai? Ra đây. Bà làm gì phá cho tôi vậy? Ai? Lẹ gì? Tôi còn chưa hỏi tội âm hồi mấy bữa, ông dám mơ gái à. Chị mơ đã bị bắt được. Vậy muốn sai? Ai, tôi không có mơ gái nha, bà đừng có vô duyên nha, bằng chứng lâu nha. Ê, nè, chị Nabi chưa có coi có rõ ràng tôi đứt. À, ông còn nhắm. Trời. Trời, đứt thầy. Ê, quay. Tóm này. Phá này là... Trời, tiếng ba giật quá bạn ơi, trời mày ông nghe rõ luôn á. Đâu nó lại coi. Cảnh cáo, tao cảnh cáo, mày biết. Ôi. Nếu không á, là tao đặt thêm trái nữa mày nghe chưa. Ôi, cái gì trời ơi, cảnh cáo. Bà nói gì mê gái trời, có mê đâu trời. Có mấy đứa thôi mà trời. Trời ơi, bà phá nhà banh nhà mình luôn rồi. Nhà tôi sửa lại nó một mình quá à bạn ơi. Mới sáng sớm mà trời. Để mình kiếm cách để coi có gì cách nào mà có hành được bảo không ta. Hay là mình thử lên mạng coi có đồ gì ngon hay là có cái thứ gì nó vui cho mình mua không trời. Đi lên bạn ơi. Đi lên, máy tính được coi. Khóa cửa lại nhà lại, khóa tắt. Trời ơi, đóng cửa nhà lại, trời ơi, lên mày ơi. Lên để kiếm coi, coi máy tính mình coi. Có cái gì đó mới mẻ không? Để mình coi, mình mua, mình qua cho anh bảm được. Bật mình thiệt chứ. Trời ơi, sạch máy tính coi. Hình như có cái bán gì. Thuốc gì này, thuốc con nhân vật gì ta. Từ từ, cái con nhân vật gì mà có siêu tốc độ. Láp gì á, quên bà cái tên đó rồi. Thôi, thứ này có như giống như thì mình nó sẽ may cho mình siêu tốc độ luôn hả? Wow. Có gì nữa, có thêm bộ giáp nữa. Ghê vậy nhưng mà bao nhiêu? Trời, $1,000 lận bạn ơi, đây là thuốc của giống như là khi mình tiêm cái đó vô người á, mình sẽ có siêu tốc độ chạy cực mạnh luôn. Nhưng mà nó cũng có thêm kỹ năng tăng sức mạnh cho mình nữa, nhưng mà giờ nó bán tới $1,000. Ôi mắc quá à, ông biết mình đủ tiền mua không trời. Nhưng mà khoan. Nhưng mà lần này để mình mua thử, mình test thử các bạn ha. Ok. Đặt hàng trên mạng cái đặt cái. Ôi ông, lần này mong là tốn tiền vừa đó. Đâu. Đặt mua nè, trời ơi tốn tiền quá trời ơi. Rồi bạn ơi, đợi một chút xíu để cho shipper nó ship tới nhà mình ta. Mình đặt ship, cho ta gọi là siêu tốc luôn á. Phải tầm 15 phút hay là 20 phút nữa thì mới tới. Ok. Giờ nào shipper tới mình sẽ quay lại à. Trời ơi, tốn một mớ tiền nữa rồi. 2 hours later. Ủa, hình như mình có nghe tiếng chuông cửa hay sao? Ê, như người ta giao hàng tới bạn ơi. Trời ơi, ngủ nãy giờ. Đi xuống xem coi. Có hàng chưa? Có rồi bạn ơi, trời ơi. Ủa, mình đã trả tiền qua mạng rồi. Trời ơi, tốn hết $1,000, giờ mình hết sạch tiền rồi đó. Đây rồi, bộ giáp. Cái này là gọi là bộ giáp siêu cấp luôn á. Ủa, cái gì đây? Hình như là thêm gì đây đâu cho mình. Hình như tím này đúng không? Hình như tím này vô đúng không bạn? Đâu để mình tìm thử coi. Tím vô. Các bạn nhìn trên góc kìa. Nó có cái kỹ năng chạy á. Đâu cho mình coi. Này mình chưa mặc bộ giáp rồi nữa. Để coi chạy coi. Ủa, chạy này bình thường mà. Từ từ. Để mình xem thử coi. Nó có bình cho chiêu V á. V. Anh nào cái nắp bên kia kìa. Ủa, ơi, gì vậy? Quay. Hình như mình chạy nhanh quá. Mình cháy luôn rồi. Quay, nước. Trời, gì vậy? Ok. Trời ơi, các bạn ơi. Ôi, nó lắc, trời, khoan quá, chạy vô. Hình như mình chạy nhanh quá, chạy nhanh quá. Bấm, chỉnh lại cái. Trời ơi, nó chạy quá nhanh luôn các bạn ơi. Trời ơi, cái gì mà ghê vậy? Trời, hình như này nếu như mình chạy nhanh quá hay sao các bạn ơi, là mình sẽ bị cháy á. Ồ, mình chạy bình thường đó bạn ơi, trời ơi. Chạy bình thường nè. Ồ, nhưng mà khi mình cái kia vô thì mình sẽ bị cháy à. Nếu như mình chạy nhanh quá thì mình sẽ bị cháy. Thì ra vậy, nhưng mà giờ mình sẽ thử mặc mấy bộ đồ vô cái. Mặc vô nè, trời ơi, cái mũi đó bạn.
Ok, trời ơi. Ủa bạn ơi, mày mặc bộ giáp vô nè. Ôi, nhìn đúng đẹp luôn á. Mình có thêm cái gì ta gọi là sát thương với kháng lửa nữa, chống lửa nữa. Ok ngon. Là giờ mình chạy cực nhanh luôn. Đâu đâu để mình tăng cái tốc độ lên maximum coi như thế nào các bạn à. Thử nha. Đâu đâu để mình xem cái maximum là này là lùi để tăng lên. Tăng lên. Trời ơi. Chạy. Ui, tốc độ thần thánh. Trời ơi, bay thẳng xuống nước rồi. Xuống nước thì đi khá là chậm các bạn à. Trời ơi, tốc độ thần thánh các bạn ơi. Trời ơi, đúng rồi. The lap các bạn à, the lap gì á, mình quên tên đó mình rồi. Nhưng mà lúc hồi nãy mình chưa test thử mấy cái chiêu mà nó cho mình á bạn à. Để coi chiêu này chiêu gì đây. Đã qua lốc xoáy. Ngon. Còn chiêu này chiêu gì? Này là gì đây? Dịch chuyển á bạn à. Còn hình như này dịch chuyển nè, đâu thử coi. Đúng rồi. Chạy tốc độ nhanh và chuyển ngon. Bọn này hả gì? Phân thân các bạn. Ngon vậy. Trời ơi. Chạy. Trời ơi, đã quá bạn ơi. Ngon. Lần này là có cơ hội qua phá trên kia rồi. Giờ chạy một cái mặt qua cái chỗ trên kia nè. Gieo. Trời ơi. Chạy gieo. Ôi rồi. Đúng nhanh luôn á. Để trên kia ơi. Có nhà không vậy? Từ từ giảm tốc độ xuống bạn ơi. Nó nhanh quá. Nhìn cây ơi, nhìn cây. Vậy cho người sao hả? Vậy cái gì? Cái bộ đồ này ơi, ngu bạn ơi. Đây. Trời ơi, con mắt. Trời ơi, hai chi. Quả là ám vậy. Gì ăn gì mặc đồ như mấy đứa sao hả? Gì xuống sao vậy? Sao hỏa hả? Trời hay lắm, nói sao hỏa vòng. Để mình coi như này, chiêu này nè đúng không? Chết vậy, nè. Ôi. Ui gì vậy? Ui gì vậy? Thử cái gì nha. Ê nè, bắt đây cái nè. Đánh tôi luôn hả? Chết nè. Trời ơi, easy luôn. Làm gì vậy? Trời. Muốn dài ra chuyện hả? Dí tôi coi. Dí kẹo không? Dí kẹo không vậy? Dí kẹo không vậy? Muốn dài, muốn dài đây. Muốn dài. Muốn dài, giờ muốn dài. Giờ nè. Giờ muốn chết ra. Ba cái chiêu của mí. Ba cái chiêu của mí lại dám qua phá cho tôi. Trời. Ôi, có kịp đâu nè, tăng nè, tăng máy xin mực nè, nằm luôn, bay màu luôn á bạn. Trời ơi, quá đỉnh cao, trời ơi. Tốc độ tuyệt vời. Kiếm chuyện đó không? Bà qua kiếm chuyện nhà tôi chứ, nhà bà là người phá nha. Nhà tôi chứ, nghe ông mê gái hồi mấy bữa, còn đòi nói gì. Mê gái gì? Vậy, con gì thế gái? Ôi rồi, hình như bà là người bánh. Bà bị lừa các bạn ơi. Trời ơi. Alo. Bị lừa. Bị lừa. Bay màu luôn. Trời đúng xì láp, đúng mạnh luôn. Vụ gì vậy? Ôi, cái gì vậy? Gì xì láp? Còn ông đang mặc đồ của người flash đó. Vậy mà xì láp. Ba cái lớp người xì líp. Xì líp ông chết nè. Nhưng mà giờ nãy bà phá nhà mình không? Khoan, mình nhớ nhà mình có TNT các bạn ơi. Để về. Người xì líp chạy kìa. Rồi, bà dám chọc quê mà. Đi, giảm tốc độ xuống bạn ơi. Này nhanh quá. Ok, chạy vô nhà. Đây rồi, mình nhớ TNT mình đặt đâu mà. Lần này phải để cho bác cây bởi. Đóng TNT mình đâu? Đây. Rồi, nó hơi bị lắc nhẹ bạn ha. Lắc nhẹ. Ok, chạy gió này tốc độ nhanh quá. Giờ nè, tăng tốc độ lên cao nhất nè. Ui trời. Đâu rồi, giờ mình sẽ phá banh nhà bả luôn. Trời, giờ kiếm cái này. Ơi, trời ơi, có con chim bay ngang. Vậy? Nhảy lên. Vậy? Nhảy lên. Ê, làm gì vậy? Chạy làm gì? Ơi, người slip. Nhảy lên. Ê, không lên nổi bạn ơi. Người slip. Ơi, cù bắp. Nhảy lên. Ui trời, thôi. Đặt một cái bơm để cho nó gì ta? Cho nó kích mẹt đó bạn ơi. Trời ơi, này nhanh quá mình chạy. Không kịp đâu ơi. Ui trời. Đào thẳng đầu xuống nước luôn. Ôi, rồi ngậm cua tỏi bà tiếp. Trời ơi, nhảy lên không tới rồi. Trời ơi. Bà. Trời ơi. Nhanh quá bạn ơi. Trời ơi, này nó chạy nhanh quá. Bắt người xe líp chạy dưới đất sao được cái này chạy lên trời. Khó chịu quá. Giờ mình phải bắt lên đó bạn ơi. Bắt lên này tốc độ nó nhanh quá bạn ơi. Trời ơi. Ui trời lắc luôn á, mình nói thiệt luôn á. Ui trời. Tốc độ nó đỉnh cao luôn á, mình nói thiệt. Trời ơi, anh như bà. Bà bị lắc tại sao á, bà im re. Thôi, nhanh. Thôi, lên được tới mái nhà của bà nè. Giờ mình sẽ bắt đầu đặt bơm thôi. Ôi, cái con nhân vật này nè, tốc độ nhanh quá. Xuống mái nhà đi, slip.
Đi lép về giờ nè mặt mày. Ê Silic xuống ở nhà ơi, không chơi chuyện vậy nha. Chơi gì cậu bé? Người Silic xuống đất chơi, đừng chơi như chim lên đây. Trời ơi. Xuống đây. Đâu có gì đó đâu. Trên xuống đây. Cái nhà mái nhà của bà dậy dậy dày lắm nên bắt đầu mình sẽ lên từ từ rồi. Tắt tắt đi bạn ơi, cho đi lại bình thường cái lắc quá trời. Cái này tốc độ của nó ghê quá bạn ơi. Ok, đặt bơm tiếp nè. Ê, alo, làm gì vậy? Lên tới lại. Ai muốn vậy? Bùm. Người Silic muốn gì người Silic? Vô tới trong nhà rồi kìa. Trời ơi. Trời ơi, xong. Cái nhà tôi xong cái nhà rồi. Ôi ơi. Bật xe lại chạy. Trời ơi, trời ơi. Đã quá bạn ơi, trời. Được lắm, ông kiếm chuyện rồi. Ông kiếm chuyện rồi hả? Kiếm chuyện cho rồi ạ. Bê chạy. Úi trời. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi. Nó chưa nổi được phần này nè. Chạy. Trời ơi, bà làm được cái gì? Tôi làm được cái gì hả? Nhà ông cháy thôi chứ có gì ơi. Người Silic đánh đục, người Silic đánh đục. Bực mình quá bạn ơi, cái này nó tốc độ nhanh quá. Ê, dập lửa. Rồi, bà dám qua đốt nhà mình luôn kìa. Ê, nhanh quá bạn ơi, tốc độ nhanh quá mình không thể điều khiển được. Chết nè. Trời ơi, tốc chết độ mình nhanh còn quá. Cái nhà không sao. Ôi trời, nó qua cái siêu thị rồi. Không kịp rồi, không kịp rồi. Phá hỏi tài sản công dân. Ôi, bà dám hay lắm. Bà phá, bà đốt nhà mình luôn rồi. Rồi, đốt đi. Trời ơi, cái nhà cháy. Rồi, mình tốc độ nhanh quá bạn ơi. Mình không thể gì ta gọi là kiềm chế được nên thôi. Quá bà những nhà của bà thì mình không thể dập lửa kịp, mình không đánh bà kịp luôn á. Ôi bạn, con qua nó lại con được cầm trưởng con lại cùng chi đó. Bạn nhà bạn cháy thì nhà tôi cũng cháy. Ủa nhà bà đâu có cháy, nhà bà banh nè chứ không có cháy nha. Ở đâu vậy? Ê, ai dám qua nhà mình chăm. Ê, bả kìa chở. Ê, không nổi không nữa rồi. Ủa, chiếc ngay mà bả lại đi lên lầu của mình rồi á ta. Bạn xin hết, bạn đâu có lên lầu được đâu. Bạn đâu có lên lầu. Chết nè, lì lợm trời. Bả phá bà máy tính mình luôn rồi. Bật mình thiệt chứ, rồi. Rồi, nè, nhớ đó. Ê, ông dùng cái đó báo thù tôi được thì tôi cũng sẽ dùng cái khắc báo thù ông nha chưa. Bạn xin lếp. Thì lếp hả, chắc ơi. Cái dài mà thoát rồi. Cây thiệt chứ bạn ơi, trời ơi, bật mình thiệt. Ôi, bà trốn rồi. Ôi, trời ơi, mà chưa dùng hết kỹ năng nữa. Thôi được rồi, thôi video mình tới em nó dài rồi. Mình xin cảm ơn mẹ ở video mình ha. Nếu như bạn nào thích video này, nhớ like, share, chia sẻ, đăng ký channel mình. Và nhớ qua đăng ký ủng hộ tất cả người trong team tối nha. Bye bye bạn nha, mình cay quá. Để bữa nào mình kiếm cái bộ đồ nào khá mạnh hơn để cho lại bảo được. Ok, bye bye bạn, chúc bạn ngày tốt lành.